Nhà đẹp thân ái xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát, giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho Bác Huy có địa chỉ tại Hưng Yên. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của Bác Huy nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là phong cảnh 3D căn nhà chúng tôi đã thiết kế cho bác. Căn nhà của Bác Huy là căn biệt thự 2 tầng mái Thái có phong cách hiện đại, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là đẹp và bắt mắt. Từ sân đi vào tiền sảnh thì sẽ được thiết kế là bậc 5 cấp. Lý do chúng tôi thiết kế như vậy là bởi vì qua khảo sát chúng tôi nhận thấy cốt đất nền so với mặt tiền thì khá là thấp, do đó chúng tôi đã tư vấn cho bác là sẽ thiết kế 5 cấp. Chân móng thì sẽ được ốp bằng gạch để căn nhà trở nên vững chắc và sạch sẽ hơn. Hai cột ở khu vực tiền sảnh thì sẽ được thiết kế được cột vuông, đi kèm với đó là các đường vào chỉ ấm tường. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và được phun sơn màu đỏ. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ sẽ được thiết kế là cửa nhôm kính biệt tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, và ngôi nhà có phong cách hiện đại cho chúng ta thấy được một ngôi nhà đẹp và sang trọng. Ngoài ra thì việc sử dụng cửa sổ nhôm kính sẽ bền đẹp theo thời gian cũng như giảm chi phí xây dựng cho quá trình xây dựng của Bác Huy. Khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hè mái cũng như sơn giả gỗ nhằm mục đích phân tầng ngôi nhà. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cả gia đình có thể thư giãn, và khu vực ban công thì sẽ được chúng tôi thiết kế lan can bằng sắt không tính điện. Các cột ở trên tầng 2 vẫn sẽ được thiết kế là cột vuông và có kích thước tương tự như ở tầng 1. Khu vực cổ mái thì sẽ được chúng tôi sơn giả gỗ nhằm mục đích phân tầng ngôi nhà. Hè mái được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của Bác Huy sẽ là mái Thái. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã có tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái, màu của mái sao cho hè mái sẽ thể hiện được sự bề thế sang trọng của ngôi nhà. Dựa vào các bạn có thể thấy hai mái sẽ được chúng tôi thiết kế có chi tiết giống nhau để tạo sự đồng bộ cho hè mái. Trên trần nhà, xung quanh ngôi nhà thì sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy và sang trọng. Trên ban công xung quanh ngôi nhà sẽ được bố trí thêm các chậu cây cảnh, các vườn hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Các bạn có thể thấy rằng để giảm sự đơn điệu cho bức tường thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm. Và đây là phong cảnh nhìn từ bên phải của ngôi nhà. Ngoài sảnh chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Hai cột ở khu vực sảnh phụ vẫn sẽ được thiết kế là cột vuông. Từ sảnh phụ thẳng lên tầng 2 thì khu vực này sẽ được thiết kế thêm ban công nha các bạn. Xung quanh cửa sổ thì sẽ được chúng tôi đắp thêm đường vào để tạo kiến trúc và tránh tình trạng nước rột vào nhà. Ngoài mái chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm mái con để tạo kiến trúc, tạo sự đặc biệt trong hệ mái. Và đây là phong cảnh nhìn từ bên trái của ngôi nhà. Tiếp đến là phong cảnh nhìn từ trên cao. Các bạn có thể thấy nhìn từ góc độ nào thì ngôi nhà của Bác Huy cũng rất là đẹp. Ngoài diện tích ngôi nhà, phần sân phía trước và phía sau rất rộng rãi, thoải mái chỗ vui chơi, giải trí cho cả gia đình, các con. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về kênh YouTube, website của nhà đẹp Tân Á, nhà các bạn. Bác Huy có chia sẻ với chúng tôi rằng bác đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, do điều kiện về kinh tế, thời gian mà bây giờ bác mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó, bác đã lên kênh YouTube, website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo cũng như chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Ở đây, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn thông báo
để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhà các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc, miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Các bạn có thắc mắc để thiết kế được một ngôi nhà bắt mắt như thế thì chúng tôi cần bao nhiêu con người, nhân lực và quy trình làm việc là như thế nào không các bạn? Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để hoàn thiện được một ngôi nhà sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế, thi công. Đối với ngôi nhà của Bác Huy, chúng tôi sẽ về khảo sát thực địa, đó là khu đất, lấy thông tin từ bác, sau đó sẽ tạo nhóm Zalo để làm việc kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất phương án về phong thủy, mặt bằng, phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu thì chúng tôi sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế, đến giai đoạn thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của bác Huy, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ bác 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy để hoàn thiện được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí đều sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của bác để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng, không thể nào mà so sánh được. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng, cũng như phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của bác Huy nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của bác Huy được chúng tôi chụp lại bằng flycam. Và đây là hình ảnh khu đất được chúng tôi phác thảo lại. Và đây là vị trí làm nhà. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của bác Huy. Qua khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam. Đó là khu đất, đầu chiều dòng mặt tiền, cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ trong quá trình thiết kế. Số tiền bác dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là 1,6 tỷ đồng. Và các bạn hãy cùng tôi nhìn lại hình ảnh ngôi nhà của bác Huy một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc ngôi nhà của bác Huy nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng định vị khu đất của bác Huy. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của bác Huy. Bác Huy sinh năm 1993, dựa vào phong thủy, bác sẽ hợp với bốn hướng làm nhà: hướng Tây Bắc sinh khí, Đông Bắc phước đức, Tây Nam thiên đi, hướng Tây phục vị. Căn nhà của bác có diện tích 13,5 x 8,5 m², hệ tường bao sẽ được thiết kế hệ tường 220, các vách ngăn sẽ được thiết kế hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 34,7 m², phía sau sẽ là bếp công ăn có diện tích 20 m². Phòng thờ sẽ được bố trí ở vị trí sang trọng của ngôi nhà có diện tích 9,9 m², phía sau phòng thờ sẽ là cầu thang lên tầng 2. Tầng 1 sẽ được thiết kế một phòng ngủ có diện tích 16,1. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 1,5. Tầng 2 sẽ được thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt 17,8, 15,1, 16,2. Phòng sinh nhật chung sẽ có diện tích 9,9. Phía trước sẽ là ban công. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 4,5 m². Xung quanh ngôi nhà, chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, giúp cho tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho bác Huy. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.